Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nội Hà và tôi là người lập ra cái chương trình Insight Sharing trong cái mùa dịch Covid. Tôi và bà xã có một cái hành trình vô cùng đẹp, đó là chúng tôi kết nối, chúng tôi mời gọi những chuyên gia trên toàn cầu tham gia vào những cái buổi chia sẻ một một để chúng tôi có thể phỏng vấn họ, phỏng vấn về cái hành trình phát triển của họ, phỏng vấn về những cái gì mà biến họ trở thành những chuyên gia giỏi như vậy, phỏng vấn về những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của họ để họ có thể chia sẻ lại. Và những cái chia sẻ đó chúng tôi bỏ lên cái nền tảng của Insight Sharing này với một cái hy vọng, một cái mong chờ là biết đâu những cái bài chia sẻ đó, những cái buổi phỏng vấn đó nó sẽ đến được các bạn, những người nghe chương trình, để các bạn có thể nhìn thấy được một chút gì đó đồng cảm, một chút gì đó nó đang đồng giống cái hành trình mà các bạn đang đi, để các bạn có thể có những giây phút chiêm nghiệm lại cái hành trình mình đã đi, đang đi và đang hướng đến, thì những cái bài học đó, những cái kinh nghiệm đó, những cái câu chuyện đó nó có thể giúp ích được cái gì cho các bạn. Thì đó là cái mong chờ của tôi và bà xã lúc chúng tôi làm cái chương trình, và cũng không nghĩ rằng trong vòng 18 tháng đầu tiên của mùa dịch Covid đấy các bạn, chúng tôi đã có cái cơ hội mà phỏng vấn hơn 650 chuyên gia ở 60 quốc gia trên 5 cái châu lục khác nhau. Là một kỷ lục trong cái ngành podcast mà hai vợ chồng cùng làm với nhau, cho nó rất là vui. Chúng tôi học được rất là nhiều, rất là nhiều cái bài học. Thậm chí chúng tôi còn viết được hai cuốn sách. Cuốn sách sau này là chúng tôi viết cuốn sách được gọi là Thinking, cái suy nghĩ làm sao để chúng ta có thể suy nghĩ tốt hơn. Và đúc kết từ gọi là những cái phỏng vấn này là 8 bí mật mà giúp cho những người mà chúng tôi phỏng vấn họ suy nghĩ tốt hơn những người khác, để biến họ thành chuyên gia. Viết cuốn sách này, những bạn nào mà thích đọc sách, muốn đọc cái cuốn sách đó thì hãy viết cái số phone của tôi xuống nha, 0905886587. Again, cái số phone của tôi là 0905886587. 0905886587. Đó. Tôi tên là Nội Hà. Ok. Và các bạn viết cái số phone xuống, kết nối với tôi qua Zalo và tôi sẽ gửi cho các bạn cuốn PDF để các bạn có thể đọc được, để xem thử những người mà họ suy nghĩ giỏi thì họ có cái gì đặc biệt. Ok. Cái video ngày hôm nay tôi làm, tôi suy nghĩ về cái video này rất là nhiều. Và tôi nghĩ là những bạn nào mà đang trên hành trình phát triển của bản thân mình, hãy xem cái video này, hãy really thật sự cân nhắc về nó. Bởi vì tôi đã nói một cái chuyện nó khá là controversy, nó khá là hỗn loạn tại cái thời điểm hiện tại. Nó là cái câu chuyện mà mindfulness là cái suy nghĩ chánh niệm. Mindfulness trong cái mùa dịch ấy, nó được rất nhiều tổ chức, rất nhiều anh chị experts, rất nhiều manager và leader nói về cái chủ đề là chánh niệm, mindfulness, làm sao để trở nên mindful hơn, làm sao mà chúng ta phải biết kết nối với người khác, nhận dạng như vậy. Bao nhiêu thứ về mindfulness đã được nói trong cái mùa dịch, và tới bây giờ cái chủ đề đó nó vẫn còn đang được nói rất là nhiều, và nó chuyển hóa xuống những cái gọi là tầng nó thấp hơn trong cái tổ chức, trong cái organization, để cho những cái bạn trẻ, những cái lớp manager nhỏ, những cái lớp mà junior manager, những cái lớp mà mới đi vào trong cái tổ chức ấy, thì có thể hiểu được cái chánh niệm nó là cái gì, và cái suy nghĩ chánh niệm nó là làm sao, cái mindfulness nó áp dụng như thế nào trên cái hành trình phát triển của bản thân mình. Chắc chắn là cái mindfulness, là cái tư duy mà chánh niệm ấy, nó có rất nhiều cái điểm tích cực của nó. Nó giúp cho chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của mình hơn, kiểm soát được cái suy nghĩ của mình hơn, sống với cái thực tế hiện tại nhiều hơn, ít quan tâm đến chuyện của người khác. Bởi vì sao? Đó là chúng ta mindful, đó là chuyện của người ta, không phải là chuyện của mình. Cho nên ta không có gọi là chỉ cái miệng của mình vào bàn những cái chuyện mà không phải liên quan tới mình, không phải chuyện của bản thân, đúng không? Đó là mindful. Rất là nhiều thứ nó gọi là mindful. Chúng ta đã mở cái cửa ra, nhìn thấy phía sau lưng mình có một người đang chuẩn bị, mình giữ cái cửa lại để cho người khác đi vào, đó là mindful. Chúng ta đến cái taxi, chúng ta mở cửa cho cái người khác đi vào, trong cái team của mình đi vào trước, chúng ta vào sau, đó là mindful. Nó rất là nhiều thứ. Đọc một cái email, trước khi mình viết một cái email trả lời, mình suy nghĩ cho cái cảm xúc của những cái người mà sẽ nhận cái email đó, cái người mà nhận thông tin mà mình chuẩn bị gửi. Hay trước khi chúng ta chuẩn bị trò chuyện, nói chuyện với một ai đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ trước, những gì chúng ta nói nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến làm sao đến cái xúc cảm của người đó, để khi mình, trước khi mình nói, chuẩn bị nói, mình đã có một cái kế hoạch nó rõ ràng, một cái chiến lược gọi là chiến lược communication, để làm sao để đừng có làm tổn thương người ta. Đó là những cái điểm rất là đặc biệt của mindfulness. Ok. Nhưng cái điểm mà cần cân nhắc ở đây, mà tôi muốn các bạn phải quan tâm tới nó nhiều, đó
là lỡ như mindfulness đó, mà không áp dụng nó đúng, không hiểu nó đủ sâu, à, nó ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến chính bản thân chúng ta, cho cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Ok, à, các bạn biết không, cứ có cái trình phát triển của con người là chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta phát triển, chúng ta già đi, chúng ta chết, đúng không? Đó là một cái cycle của nó. Và trong cái quá trình phát triển, nó có phát triển cá nhân là phát triển về sức khỏe, phát triển về sống tinh thần, phát triển về sống vật chất. À, cái việc phát triển sự nghiệp của mình cũng cực kỳ quan trọng. À, thì cái đây khoảng hơn một năm, tôi ngồi tôi nói chuyện với một vài anh chị leader, những người cực kỳ giỏi nha, cực kỳ nổi tiếng ở trong cái trong thị trường Việt Nam mình. À, và khi nói chuyện về cái mindfulness này á, thì tự nhiên cái tối hôm đó có một anh ảnh mới gọi là phá băng. Tại vì lúc nào cũng nói chuyện mindfulness thì mình sẽ nói chuyện khá là hàn lâm, nói chuyện giống như là ở cái vị trí là lãnh đạo, nói chuyện với lãnh đạo, cho nên là mình phải nói làm sao để mà nhìn cái bức tranh á, bức tranh về cái toàn cảnh, giữ hình ảnh cho bản thân mình rất là quan trọng, giữ hình ảnh cho tổ chức của mình. Thì hôm đó là có một anh ảnh mới nói là hay là hôm nay chúng ta xóa bỏ hết đi cái vị trí của mình, xóa bỏ hết cái suy nghĩ của mình, gọi là tôi đang đại diện cho một cái hãng này, tôi đang đại diện cho một cái hãng kia, tôi đang là leader của một công ty này, tôi đang là leader của một công ty kia đi. Mình ngồi mình trò chuyện thử, xem thử. À, nếu như cái mindfulness này, chủ nghĩa gọi là cái chủ đề về chánh niệm này, nếu đã áp dụng trong tổ chức, thì anh, chị, tôi suy nghĩ về nó thực ra nó ra làm sao? Chúng ta thực sự nhìn thấy nó ra làm sao? Và nó cực kỳ hay cái buổi tối hôm đó nói chuyện á, là bởi vì hầu hết tất cả anh chị đều nói là ok, chúng ta đang cạnh tranh từng ngày từng giờ trên cái thị trường này, giành giật từng phần trăm nhỏ của market share, là cái thị phần của thị trường, số thì nó dí, áp lực thì nó bao nhiêu thứ áp lực, bao nhiêu thứ áp lực để mà đạt được số, đạt được chỉ tiêu, đạt được tất cả thế này thế kia, giờ đâu để mà ngồi nói chuyện gọi là mindfulness. Và nếu mà chúng ta tập trung nói quá nhiều về mindfulness và các bạn trẻ, các bạn nhỏ nó chưa có sẵn sàng, nó hiểu được là cái góc cái này bạn cần phải là mindful nè, là nhưng mà những cái lúc như thế này, những cái lúc mà đang cần các bạn phải là cống hiến hết mình, cháy hết mình, chơi từ A tới Á luôn để cho công ty đạt được thành tích, để cho team của bạn đạt được thành tích, để cho mọi người đang một cái guồng máy chạy nó đạt được cái kết quả mà chúng ta cùng nhau dưới một cái tập thể đang hướng đến đã cam kết hướng đến và làm cho bằng được. Thì bây giờ các bạn nói đó là chuyện của tương lai, mindful, tôi chỉ mindful cho bây giờ, tôi là chỉ quan tâm tới cảm giác của tôi ngày nay bây giờ tại lúc này, dạng dạng như vậy. Cái mindfulness đó nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả chung của tập thể, nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái thành tích, đến cái hướng đi, đến cái morale, là cái động lực của tất cả mọi người, nó ảnh hưởng đến cái phương pháp mà tổ chức cần phải đào tạo nhân viên, làm sao để cho nhân viên có những cái suy nghĩ hợp tình hợp lý trong cái giai đoạn mà nó cần thiết. Và cái mindfulness tại thời điểm đó nó trở nên là không hữu hiệu. Và thậm chí nhiều anh chị còn nói là nếu mà chọn lựa giữa một đứa mà chiến hết mình và một đứa rất là mindful, giỏi mindfulness, những người biết chánh niệm, biết ABC, họ sẵn sàng không tuyển những bạn mà biết thực hành mindfulness, những bạn mà chỉ cái nghĩ tới mindfulness. Bây giờ nó là những bạn đó nó thiên hướng đi cái lệch hướng mất rồi, nó lệch hướng mất rồi. Và để những cái người mà lệch hướng như vậy đi vào trong cái tổ chức, cuối cùng lại là những cái người mà lại khơi gợi ra cái tư duy chánh niệm trong tổ chức, lại kêu người khác là phải mindful, lại kêu người khác là phải thế này, phải thế kia, phải quan tâm tới thời điểm hiện tại, quan tâm tới cảm xúc của mình, đừng bận tâm người khác, như dạng như vậy. Thì những người đó đi vào vô tình trở thành gọi là bad apples, những quả táo bị thối. Mặc dù họ không có gì sai hết, họ không có một cái gì gọi là wrong doing hết á, nhưng cái tư duy đó nó chỉ là không hợp trong cái thời điểm cần thiết nhất. Đó. Cho nên cái gì quá nó cũng không tốt, cái gì ít quá nó cũng không tốt, mà nhiều quá nó cũng không tốt. Thì những cái bạn đang áp dụng cái tư duy chánh niệm này, đang suy nghĩ về nó, đang muốn gọi là practitioner về điều đó, gọi là người mà gọi là dạy cho người ta về những cái điều đó, liệu các bạn có hiểu được những mặt trái của nó hay không? Liệu các bạn có hiểu được cách nào, lúc nào các bạn sẽ đội cái mũ là gọi là thực hành tư duy chánh niệm, và lúc nào các bạn bỏ cái mũ đó ra để cho có những cái thứ ưu tiên nó cần thiết trong cái giai đoạn mà mình bỏ cái mũ đó ra, nó sẽ hữu hiệu hơn cho mọi người hay không?
À, nếu mà không biết cách áp dụng, không biết cách áp dụng thì bạn có một cái vũ khí nó tuyệt mật như thế nào, gọi là giỏi như thế nào, nó tốt như thế nào, nó advanced, nó gọi là tiện lợi để làm sao, nhưng mà không biết sử dụng nó thì cũng như không à, giống như một cái xe điện, nhưng mà chưa sạc điện vào, hoặc là sạc nó chỉ cần nửa vời, thì cái hành trình của các bạn vốn có lệ là muốn đi 300 cây số, nhưng mà cái mới được cái 30 cây nó hết 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 pin mất, nó là bởi vì chúng ta không prepare, chúng ta không hiểu nó hết. À, chúng ta không sẵn sàng cho cái điều đó. Ok. Leaders cũng vậy. Leaders, các bạn cũng phải chia sẻ cho nhân viên của mình về cái tư chánh niệm theo một cái góc nhìn practical là hữu ích nhất, chứ không phải là lúc nào cũng chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia, nhưng mà không chia sẻ cho các bạn cái gọi là cái thực tâm của mình, cái thực sự của mình nghĩ về tư chánh niệm nó đang làm sao, cách nào để mình áp dụng cái tư duy chánh niệm đó. Có một chị người giám đốc nhân sự của một tập đoàn bảo hiểm nói với tôi là chị áp dụng cái tư duy chánh niệm đó vào cái cuối của cái ngày, để suy nghĩ lại cái hành trình của ngày, còn ngày hôm nay mình làm cái gì chưa được, cái như nào mình cần phải chỉnh sửa cho ngày mai. Nhưng mà trong ngày của chị á, chị phải đặt cái business first, nghĩa là để cái business nó trở thành là cái tâm điểm của cái hoạt động ở trong ngày. Bởi vì cái tôi của mình nó không thể đặt ở trên cái chung của tất cả mọi người. Nếu mà tôi chỉ để vận hành bởi cái suy nghĩ của riêng tôi á, vô tình tôi sẽ đặt cái bức tranh chung của tất cả, của cả một cái tập thể nó nằm ở dưới cái chân mình mất. Tự nhiên một lúc đó mình trở thành là những người rất là ái kỷ, rất là tự kỷ, rất là tự mãn. Mình không được quyền cho phép mình làm cái điều đó. Cho nên chỉ có cuối ngày á, là cái khoảnh khắc chị sẽ ngồi lại, chị sẽ gọi là sâu chuỗi lại cái ngày của mình, để cho có những action plan, là những cái kế hoạch thay đổi của mình vào ngày mai nó ra làm sao cho nó phù hợp. Ok, tạm biệt các bạn, và hy vọng các bạn sẽ có một cái suy nghĩ tốt, đúng, chuẩn về tư duy chánh niệm để có thể áp dụng được nó cho hành trình của mình. Ok.